Hi, xin chào anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại kênh của mình. Thì ngày hôm nay mình cũng quay cho anh em cái hồ cá ngoài trời của mình ha. Thì hôm nay anh em thấy không, mình có một ít cái cây tiểu bảo tháp nè. Mình có order của một cái bạn ở trên mạng đó các bạn. Thì hôm trong tuần mình đi làm á, mình không có trồng cái cây này được nên mình thảy đại xuống hồ nè. Thì các bạn cũng thấy ha, nó cũng phát triển lên nè các bạn. Nó cũng phát triển lên, nó lên cái lá cạn luôn nè các bạn. Một số cây nó trồi lên mặt nước, nó lên lá cạn luôn nè ha. Thì hôm nay thì sẵn đây mình sẽ quay cái cách mình trồng cái tiểu bảo tháp xuống cái nền đất phía dưới nha các bạn. Thì mình sử dụng cây nhiếp nè. Rồi, đầu tiên các bạn thấy không, một cái cây tiểu bảo tháp nó rất là dài. Thì nó mọc theo cái chiều dài của mực nước của mình đó các bạn. Thì một số bạn không biết cách trồng tiểu bảo tháp thì mình sẽ chỉ cho các bạn ha. Thì đầu tiên các bạn cắt ngắt cái đọt này, nó khoảng bao nhiêu đây thôi các bạn, nó tầm khoảng một gang tay thôi ha. Các bạn trồng nó lên nó sẽ rất là đều và đẹp. Nếu các bạn cắm hết nguyên cái cây này xuống thì một thời gian sau, khoảng tầm một tháng sau, thì cái cây nó dài hơn mặt nước các bạn, thì nó sẽ lên lá cạn như thế này nè, thì nó sẽ không còn đẹp nữa ha. Thì tùy theo các bạn thôi. Thì cái cách của mình làm là như thế, mình sẽ ngắt cái đoạn như thế này nè, rồi mình cầm nhíp mình nhét nó xuống nền thấy các bạn ha. Đó, cái cách mình trồng tiểu bảo tháp như vậy. Bây giờ mình sẽ quay lại cái cảnh mình trồng tiểu bảo tháp cho các bạn cùng xem ha. Cá này các bạn, đây mình ngắt một cái khúc như thế này nè các bạn. Các bạn cắm xuống, cắm thẳng xuống nền ha. Lúc nãy Tân tính quay cái quá trình cắm cái tiểu bảo tháp xuống nền cho anh em xem, nhưng mà trời mưa đó anh em, trời mưa đó nên là mình dẹp máy vô mình không quay. Thì sau khi mình cắm cái cây xong nè, thì anh em thấy ha, cái nền mình quậy quá trời quậy luôn, cái nền nó đục ngầu luôn rồi nè. Rồi ok, thì giờ mình sẽ chờ đợi khoảng một tuần lễ sau mình sẽ update cái hồ này cho các bạn xem khi mấy cái cây tiểu bảo tháp này nó bén rễ và nó phát triển hết các bạn. Cùng chờ đón nha. Xin chào mọi người, hôm nay là ngày thứ 2 sau khi mình trồng cây tiểu bảo tháp ha. Thì các bạn cũng thấy là tiểu bảo tháp bắt đầu đã bén rễ và nó đã xanh lên rồi các bạn. Thì mình trồng không có, bữa hôm trước nó nước nó đục quá mình không thấy đường trồng nữa, mình trồng không có được gọi là đều quá các bạn. Có chỗ dày nè, có chỗ rất là dày ha, cây nó bắt đầu phát triển lá nước ra nè. Thì có một số chỗ rất là thưa lắm các bạn. Thì tình hình cái nước nó vẫn đục là do ẩm rài trời nó mưa đó các bạn. Đó, thì giờ cập nhật nhanh cho các bạn xem cái hồ ngoài trời thôi. Các bạn có thể thấy những cái cây hẹ nước nó phát triển ra, nó đẻ nhánh ra nè. Nó đẻ nhánh ra nè các bạn. Cái rồng nè, cái rồng đuôi chó này cũng đã bắt đầu phát triển ra nè, mọi người thấy không? À, cây thủy quỳnh cũng bắt đầu ra lá nè. Rồng bắt đầu cũng phát triển rồi. Thì cái hồ ngoài trời các bạn setup cái hồ này chắc mình nghĩ nó tầm khoảng 1-2 tháng nữa thì nó mới bắt đầu đi vào ổn định nguồn nước ha các bạn. Cá thì cũng rất là khỏe ha mọi người, nó bu lại cái tay mình rồi ăn nè. Để mình cho các bạn xem ha, để cho bơi vào đây. Mấy tụi cá múng với mấy con cá này thì buổi sáng mình ra cái là nó xoay nó bơi xoáy nhìn đẹp lắm các bạn. Một số anh em hỏi mình cách làm sao cho tập cho nó bơi được thì mình cũng không biết làm sao nữa. Sáng thì mình cứ hay cho bụng đói mình đi ra là nó tự bơi thôi, thì mình sẽ cho nó ăn một ít. Mình lấy tay mình khều khều vậy nè các bạn, nó mình khều bên đây khều bên kia cho nó bơi lại gì đó, từ từ nó cũng quen. Và khi mà nó bơi thành cái dòng xoáy thì nó cũng phải đói bụng nó mới xoáy được ha. Vừa nãy giờ mình cho nó ăn no nè, nó cũng không có xoáy đâu.
bông bơ bình thường thôi. Rồi ok, thì mình cập nhật sơ cái hồ cá ngoài trời khi cho mình trồng cái tỉa bỏ tháp xong ha, mọi người có thể thấy. Rồi, rồi cảm ơn các bạn đã xem video ha, hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Mình sẽ update cái hồ này tiếp tục cho các bạn cùng xem. Xin chào.